Bạn đang lục tung cả chợ, lật tung cả siêu thị nhưng không biết nơi nào bán ạt trắng thông tin, uy tín và bảo hành trọn đời. Bạn đang muốn thử vận may của mình bằng cách quay những vòng quay trúng quân quy. Vậy thì đến ngay với shop showz.vn, nơi mà chỉ cần 20k chúng ta sẽ có cơ hội nhận được 999 quân quy nha. Hello, xin chào mọi người nha. Và mình xin chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã đến với cái channel này của mình nha. Và trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về vị tướng Florentino, kỹ thuật chơi, kỹ thuật đi top, đi khu vực le tà thần nè các bạn ơi. Đảo lên như thế nào, chơi như thế nào, câu kéo skill như thế nào, phản xạ, xử trí, xử lý tình huống như thế nào khi chúng ta chơi con Flo đây ha. Đây các bạn nghe tiếng của mình gặp đây nè, thì nó cũng còn hơi bị nghẹt mũi tí xíu, còn hơi bị khang tiếng tí xíu, nhưng nó cũng đã đỡ hơn mỗi khi rồi các bạn ơi. Hôm trước mình có thông báo mình bị bệnh rồi đấy. Ấy hổm ra là không có làm clip được thường xuyên, 2-3 ngày mình mới làm clip được một lần thôi à, chứ mình không có làm clip được nhiều tại đang bị bệnh các bạn ơi. Còn cày thuê thì mình nhận được thôi nha, cày thuê mình nhận mỗi ngày luôn nha các bạn, chứ còn làm clip thì hổm ra đang bị bệnh nên làm chưa được. Mình uống thuốc mà tới đây uống thuốc thiếu điều sập cái tiệm thuốc của ông bán thuốc tây luôn rồi đó, mình còn chưa hết bệnh nữa đó, thiệt tình. Thấy được các bạn nghe tiếng của mình nó hơi nghẹt mũi với khàn tiếng tí xíu, có gì các bạn thông cảm mình nha. Lúc trên team bên kia gặp ba người, tình huống này mình sẽ để ý vị trí Nagrod. Nagrod mất skill 2. Bạn ấy tiếp tục mất luôn lần nhảy đầu tiên của skill 1. Tình huống này các bạn không được phép chổi hoa ra và múa quá sớm nha. Tại sao ạ? Nagrod vẫn còn một lần nhảy nữa của skill 1. Tình huống này tạm thời chờ bạn ấy mất lần nhảy cuối cùng, sau đó chúng ta hãy nhảy ra múa. Đừng lo, ở giai đoạn đầu game Nagrod hoàn toàn không có cửa sóc đam chết mình đổi đâu. Lần nhảy cuối cùng của Nagrod đã được kích hoạt. Điều này đồng nghĩa với việc bây giờ Nagrod hoàn toàn không còn đồ chơi nữa đâu nha. Và đây mới chính là lúc sân khấu thuộc về các bạn. Outplay. Này, giỡn mặt với chế hả bởi? Trời ơi, con Na là cái chiêu trục bụng của tôi rồi mà lướt lướt cái gì với tôi hả? Đây chúng ta sẽ cùng vào xem lại cái cách mà chúng ta xử lý trong tình huống vừa rồi. Và trong cái tình huống xử lý ngắn vừa rồi, chúng ta có thể học được cái kỹ thuật gì ạ? Khi chúng ta biết được mục tiêu mà chúng ta sắp sửa combat, sắp sửa đánh nhau trong tình huống đó, thì chúng ta phải tìm ra được cái cách mà chúng ta khắc chế đối phương ha. Tránh trường hợp mà chơi flow nóng vội nha. Mình thấy chạm bạn chơi flow rất là vội luôn á. Thấy người ta một cái là chọi bông ra liền à. Dẫn đến cái trường hợp là các bạn sẽ chọi bị hụt bông. Hoặc là dẫn đến cái trường hợp cho dù các bạn chọi ra bông đi chăng nữa thì đối phương nó cũng đi mất tiêu, nó bỏ các bạn ở đó một mình nha. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng vào đến với cái tình huống xử lý tiếp theo. Khi các bạn đang có ngưỡng lợi thế, đang sát thân đối phương thì hãy nhớ vào rừng đối phương và farm, chứ đừng hoành về rừng của mình farm nha. Đây, cây trụ bìa lên đào được phá thì hãy nhớ vào rừng của cái len đó mà cướp á nha. Thí dụ là cây trụ lên trồng được phá rồi thì mình sẽ vô cái khu vực bùa lên trồng người ta mình cướp ra. Đó, đừng quạch về rừng của mình farm nha, hãy nhớ đang lợi thế là đi rồi người ta. Đi kiểu này mình nói thiệt luôn, Nagrod bây giờ nó đứng trong trụ nó chờ vàng nó lên ấy. Lúc nãy mình đã dịch thấy được anh chàng B-boy này đã mất skill 2 rồi nha. Đồng nghĩa với việc bây giờ nó còn 2 lần lướt của skill 1. Tình huống này chúng ta sẽ tạm thời chọi chiêu 1 ra làm cho nó khựng lại và búa nhẹ tí xíu thôi ha. Nếu như nó lướt chiêu 1 đi thì chúng ta vẫn còn chiêu cuối để truy sát. Mình đâm chiêu cuối vào người Liliana mất rồi, khả năng cực kỳ cao. Trong tình huống này chúng ta sẽ bị khẩn và không thể nào chọn mục tiêu tiếp theo là Nagrod được nữa. Trong pha này Nagrod mất lần nhảy cuối cùng rồi nha. Lấm bông và chạy bộ tới Nagrod thôi chứ biết làm sao bây giờ. Lập thành công Nagrod rồi, nhưng trong tình huống này vị trí Liliana đã giả cầu vào bên rồi. Chắc chắn mình không thể nào chạy lại nổi với cái cầu của Liliana trong tình huống này được đâu ha. Trong pha này buộc là chúng ta phải ở lại chơi một mòn thôi, một sống hai chết. Trời ơi, giỡn mặt với mình ra hai bạn. Tưởng đâu cái pha này là tôi nói lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân rồi chứ. Trời ơi, thiệt tịch luôn, hệt quá không chết. Đây chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái tình huống mà chúng ta vừa xử lý cũng như là vừa xử trí trong cái tình huống vừa rồi ha. Trong cái tình huống vừa rồi thì chúng ta học được cái cách là chúng ta không được phép dừng, không được phép từ bỏ cuộc chơi nha. Mình thấy chạm bạn búa flow khi rơi vào những cái trường hợp các bạn bị khựng, những cái trường hợp mà các bạn sắp chết rồi thì các bạn thường xuyên buông điện thoại để cho đối phương nó giết cái nhân vật của mình luôn ha. Đừng như thế ha, hãy cố gắng chiến đấu ngoan cường, có cái gì là dùng cái đó liền đi. Biết đâu một sự may mắn nào đó sẽ xảy đến, sẽ ập tới với chúng ta thì sao, đúng không ra? Team của chúng ta ba người lên bảng điểm số rồi. Vị trí Theonat đang quá yếu máu và chắc chắn Theonat sẽ phải là người thứ tư nằm xuống tại khu vực nơi kia. Trong trường hợp này không còn đồng đội nữa thì bắt buộc chúng ta phải tự lực cánh sinh mà thôi. Di chuyển về đây và thủ trụ cho mình. Flo, chỉ cần bạn có mặt, thắng thua không quan trọng. Theonat
dám đụng tới đồng đội của tao thì người chịu đau khổ chính là đồng đội của mày chứ không ai khác. Có vẻ là người đã đánh giá quá thấp cậu ấy rồi. Cái gì chứ? Ngay từ nhỏ cậu ấy đã là một cậu bé ngoan cường và không chịu đầu hàng trước bất kỳ nghịch cảnh nào. Những lần Move Low đạt được con số KDA đến mức khủng khiếp khiến cả đối phương và đồng đội phải khen ngợi hết lòng. Mỗi khi Move Low thì Ghana luôn luôn gửi về hòm thư của cậu ấy những bức thư mời gia nhập đội tuyển Liên quân Thế giới. Cái gì chứ, có kẻ ngoan cường như vậy thật à? Ta sẽ cho người trả giá khi dám độc vào đồng đội của ta. Ma Nghiêm Minh chi thuật. Không, không thể nào, nguồn sức mạnh này. Quá ghê gớm. Và đây là Paulo Tilo. Như lẽ đã đi qua đoán tin tin. Không thể nào mà gạch mà kết mới. Trên toàn đến đây bù giá đi. Mới đầu tổ ai bá xong pha tài năng. Mình còn đấy, còn bằng là con sai. Trời ơi, quánh rồi nãy giờ tao nói đâu 17 xác luôn rồi. Quá đã các bạn ơi. Ôi, tao thật kìa. Ủa mày lên không kịp rồi. Rác lên. Trời ơi, nó ăn mất tiêu rồi. Ok, không sao. Từ từ nha, đây cơm bát ơn sao bình lọt lên bịch kẹp nha các bạn. Quẹ đâu, trời ơi, quẹ. Còn lướt đâu mà lướt các bạn ơi. Quẹ cái quần chài này rồi. Bốn xác nha. Ơ, nó ăn tà thần và nó chết hết trơn. À đúng rồi, đây, cái trường hợp này con Lily không cặp tà thần ha. Bên kia nó chết hết trơn rồi. Thì chứng tỏ là con tà thần nó sẽ được thả. Con tà thần nó sẽ được triệu hồi ở cái khu vực cánh dưới ha. Vì thế mình sẽ đẩy cánh giữa các bạn ơi, không có để cánh dưới ha. Đây nó còn mỗi con Lily à. Pha này mình nhanh chóng mình win thiệt để mình đập nhà nha. Nói nhanh mà tôi nói bị leo lưỡi luôn. Đây tà thần cánh dưới kìa các bạn. Đây mình vô mình đập nhà nha các bạn. Lily trời ơi, bạn đánh cái gì lại mình đó bạn ơi. Mình đập nhà luôn. Chập nhà các bạn, không nó ra đấy. Tà thần đang thả dưới mà. Và win này các bạn ơi, win. Này trời ơi. Đây mà mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Vì hồi nãy tới giờ các bạn đã xem clip ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều luôn. Và mình chúc tất cả các bạn nha. Sau khi xem xong clip hôm nay của mình, các bạn sẽ leo ra thành công, hiệu quả cũng như là dễ dàng hơn với vị tướng Florentino nha. Nếu như các bạn cảm thấy clip mình hay á, các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và mình hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai nha. Ok, bye bye.